Thưa quý vị và các bạn, chỉ vì mong muốn đổi đời đã có không ít đối tượng bị vướng vào lao lý. Cá biệt có nhiều gia đình có cả bố và mẹ đều bị bắt do buôn bán vận chuyển ma túy. Điều này đã gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của trẻ khi các em thiếu sự quan tâm và chăm sóc từ những người thân yêu. Phản ánh của phóng viên thời sự tại xã Na Ư, huyện Điện Biên. Các em Vừa A Dơ, bản Na Ư, xã Na Ư, huyện Điện Biên đã 3 năm vắng bóng cha mẹ. Cả cha và mẹ của em đều đã bị bắt về tội vận chuyển buôn bán chất ma túy và bị kết án 20 năm tù giam. Từng đó thời gian người chị dâu và thị sơ phải một mình gánh vác mọi công việc trong gia đình với những người em nhỏ. Con tuổi 8 tuổi. Con có nhớ bố mẹ không? Có. Thế con có biết bố mẹ mình đi đâu không? Nên là mình chăm sóc từ lúc bé rất là nhỏ rồi. Nên là mình rất là gặp khó khăn về cái việc là không ông bà trông các em, các con này. Rồi mình đi đâu thì không ai trông, rồi rất là khó khăn trong việc đi làm ruộng các thế thì cũng rất là khó khăn. Nói chung là không có người lớn thì rất là khó khăn. Những năm qua đã có nhiều vụ buôn bán vận chuyển các chất ma túy bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ liên quan đến người dân trên địa bàn xã Na Ư, huyện Điện Biên. Hậu quả từ việc bất chấp luật pháp đã đẩy không ít hộ gia đình rơi vào cảnh khó khăn khi những người cha, người mẹ phải chấp hành án tù. Trong số đó có rất nhiều đối tượng buôn bán ma túy với số lượng lớn đã phải chấp hành án chung thân hoặc phải tử hình, trả giá cho tội lỗi của mình đã gây ra, để lại con thơ trong cảnh ly tán, mồ côi. Hiện nay đối với điểm bản xã Na Ư ta thì hiện nay cái số trẻ em trên 700 em, cho nên là một số bố và mẹ đi tù, cho nên còn một số trẻ em rất là nhỏ và bé, cho nên đã rất là cần sự quan tâm giúp đỡ để cùng chung tay tra soát một số trẻ trên địa bàn. Chỉ vì mong muốn đổi đời làm giàu bất chính mà nhiều người bất chấp lún sâu vào con đường phạm tội, gieo rắc cái chết trắng, khiến biết bao gia đình tan vỡ. Đây chính là minh chứng về nỗi đau hiện hữu phía sau những bản án ma túy, là hồi chuông cảnh báo đối với những ai đã và đang có ý định đánh cược số phận với ma túy để làm giàu.